xin chào quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình trước đây thì chúng ta sẽ nghe đến từ làm đẹp bằng silicon như là bơm mũi nâng mũi bằng silicon thế nhưng trong những năm trở lại đây thì người ta phát hiện ra rằng Silicon là một chất gây hại trong thẩm mỹ, có những trường hợp mũi bị lệch, thậm chí là nặng hơn, bị hoại tử. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu giải pháp cũng như là cách thức để có thể phục hồi lại một chiếc mũi đẹp sau khi làm đẹp bằng silicon. Giới thiệu với tất cả quý vị và các bạn bên cạnh của Trí Thuận là chị Ngọc Hảo, giám đốc của Trung tâm Thẩm mỹ Hàn Quốc, Sài Gòn. Chị có rất là nhiều năm và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực làm đẹp. Xin chào Chí Thuận và chào quý vị khán giả. Dạ. Yeah. À, chị thương mến à, chắc là trung tâm của mình chúng ta cũng đã gặp phải rất là nhiều trường hợp à, bơm mũi bằng silicon sau đó thì à, à, bị à, ảnh hưởng đến chiếc mũi của mình phải đi làm lại đúng không chị? Tới thời điểm hiện tại thì tại trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc Sài Gòn à, vẫn còn nhận được những tiếp nhận những cái ca à, mới vừa tiêm. À, nhưng à. mà vì họ không phải là họ biết họ không cái người tiêm họ không nói đó là silicon mà họ à. nói là mỡ nhân tạo ha ờ, nhưng mà thật sự khi mà mình mình lấy ra thì nó là silicon lỏng thì các bạn phải như biết rằng cái mỡ nhân tạo mà được nhà nước cấp phép để chúng ta tiêm thì nó phải có bao bì à yeah. nó có bao bì mỗi cái ống như vậy à, nó gọi là filler đó mỗi cái ống như vậy nè một cc nó vô một ống như yeah. vậy thôi và mỗi người là xài hết cái đó không hết thì cũng bỏ chứ yeah. không có mà silicon mà tới là người ta nói là à, tại cái này một cái ống nó tới 10 ml lận cho yeah. nên rút ra mỗi người tiêm một ít như vậy thì chia tiền ra cho nên nó rẻ các bạn không được tin cái đó ha yeah các bạn phải lưu ý như thế này nếu như chúng ta đã từng tiêm silicon bất kỳ một cái vị trí nào trên gương mặt hoặc là trên cơ thể yeah. chúng ta phải theo dõi nó mỗi ngày một cái điều nữa là nó silicon nó không nằm một chỗ mà nó di chuyển nếu nó di chuyển thì chúng ta phải đến những bất kỳ một cái trung tâm nào đó yeah. chúng ta thăm khám tiếp theo là chúng ta phải nhìn thấy xem nó có nhất là nó đỏ ha nó sưng nó đỏ đó là dấu hiệu của viêm nhiễm và nếu đó là vấn đề chúng ta phải cấp bách đi lấy ra nó dạ. sẽ dẫn tới hoại tử và rất là nguy hiểm à, ờ dạ thưa chị với những cái trường hợp mà mình uh, bơm silicon ra đó chị thì uh, mình có gặp phải những cái rủi ro nào không ạ à? Silicon thường thì nó sẽ bám vào những cái thành mạch máu rất là lớn ha à, Thì nếu như bác sĩ làm mà không có kỹ thuật á Cái nguy hiểm nhất là chảy máu mà mình không cầm được Nhất yeah. là vị trí mũi thì chúng ta không có mổ hở được à, Tại vì mổ hở thì sẽ để lại sẹo Thực sự có nguy hiểm gì hay không cũng có Có thể là có những cái mạch máu mà khi đưa vô đúng cái mạch máu lớn thì Nếu như người bác sĩ không có kinh nghiệm à, để, loại, để lách khỏi cái vị trí đó thì nó gây chảy máu và khó cầm yeah. Thì uh, khi đó một là chúng ta sẽ có những cái phương pháp ép hoặc là những cái phương pháp khác để cầm, cầm máu lại à, Nếu như vẫn không cầm được thì chúng ta buộc phải mổ hở cái vị trí đó để chúng ta cầm máu Vấn đề ở đây nói là có những trường hợp đã hoại tử rồi Cho nên để tránh hoại tử thì tốt nhất bằng mọi cách chúng ta nên lấy silicon Khi mà chúng ta biết được thông tin cũng như là đã xem chương trình ngày hôm nay đúng không ạ? Dạ yeah. Tại vì thật sự là silicon nó có những cái tác hại mà mình có thể không thể nào tưởng tượng yeah. được khi nó đã vô cái quá trình mà hoại tử hoặc là nhiễm trùng rồi á thì cái tác hại nó cực kỳ lớn. Em muốn tìm hiểu về cái phương pháp mà mình rút silicon ra và mình nâng mũi nâng mũi trở lại để chiếc mũi của mình đẹp và hoàn hảo hơn thì chị có thể chia sẻ thêm về phương pháp này ở trung tâm của mình ạ. Sau khi chúng ta lấy ra trường hợp nào Ờ, chúng ta lấy silicon ra và chúng ta có thể làm lại mũi được liền yeah. đó là trường hợp khi mà cái phần mà chúng ta tiêm silicon nó chưa bị đỏ nó chưa bị vấn đề gì hết nó chỉ là còn silicon trong đó và cái da của chúng ta còn rất là tốt trước tiên là chúng ta sẽ lấy cái silicon đó ra và chúng ta xem coi cái màu của silicon đó nó có bị vấn đề gì ở bên trong hay không nhiều khi bên ngoài chúng ta không thấy nó có vấn đề gì hết nhưng mà cái silicon bên trong nó đã có dấu hiệu nhiễm trùng rồi thì chúng ta không đặt mũi lại được ở thời điểm đó còn nếu như silicon nó không có bị nhiễm trùng nó không bị vấn đề gì hết bên ngoài da nó không hoại tử không có vấn đề gì hết thì chúng ta có thể phẫu thuật đặt lại một chiếc mũi mới luôn à, à. nhưng mà đối với cái trường hợp mà có tim silicon thì chúng ta chỉ làm được một phương pháp duy nhất đó là chúng ta lấy silicon ra và chúng ta đặt lại bằng cái sóng nhân tạo thôi à, à. chứ chúng ta không thể nào làm cấu trúc hay chúng ta uh, làm bằng cái mũi mà bọc à. sụn tay của chúng ta các bạn phải nhớ rằng nếu như mình lấy silicon ra thì tạm thời chúng ta có thể làm lại một cái chiếc mũi cho nhìn cho nó hài hòa hơn nó không có bị lòi lõm nó không có bị mất thẩm mỹ trên gương mặt của chúng ta thì chúng ta chỉ đặt lại bằng cái sóng nhân tạo thôi chi phí nó vừa thấp mà đó là cái phương pháp tối ưu nhất cho những cái trường hợp đó à tin chắc đây là một cái kinh nghiệm rất là quý báu cho quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ngay lúc này à, và à, khi nói về phương pháp nâng mũi sau khi mà mình bơm silicon đó chị thì phương pháp này mình thực hiện có tốn quá nhiều thời gian hay không chị À, thường thì tốn rất là nhiều thời gian chứ riêng cái phần mà lấy silicon ở cái vùng mũi thôi Như các bạn thấy cái vùng mũi là một cái vùng rất là nhỏ yeah. Nhưng nếu như bạn bơm à, tiêm một cái số lượng nó cũng tương đối á, Thì thời gian mình lấy cái silicon không đó nó mất cỡ một tiếng rưỡi cho tới 2 tiếng rồi yeah. à, Còn sau đó chúng ta phải ép rồi chúng ta phải à, thiết kế lại một cái phần mũi mới nữa Nếu như chúng ta có đặt sụn mũi luôn á thì tổng thời gian thực hiện nó mất khoảng 3 tiếng cho tới 4 yeah. tiếng đồng hồ Tùy theo trường hợp, mỗi trường hợp khác nhau dạ yeah. và đối với những người đang gặp những trường hợp như vậy thì chỉ có những lời khuyên gì cho họ thứ nhất là các bạn phải theo dõi cái vùng mà chúng ta tiêm silicon ha và nếu như thật sự chúng ta đã có đủ điều kiện để lấy cái silicon đó ra khỏi cơ thể của chúng ta thì các bạn hãy ngay lập tức đến với những cái trung tâm hoặc cái những cái bệnh viện nào có chức năng để chúng ta lấy cái silicon nó ra khỏi cơ thể của chúng ta à, còn để chúng ta có thể có làm lại chiếc mũi hay không thì cái điều đó nó sẽ không quan trọng có thể chúng ta lấy silicon ra trước đi rồi 3 tháng 6 tháng hoặc một năm hai năm sau chúng ta đặt lại một cái chiếc mũi nó cũng không là vấn đề nhưng điều quan trọng chúng ta đừng nuôi nó trong cơ thể của mình Dạ, yeah. xin cảm ơn những chia sẻ của chị Ngọc Hảo, giám đốc trung tâm thẩm mỹ Hàn Quốc Sài Gòn. À, thưa quý vị, hy vọng là qua chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ có thêm những kinh nghiệm cũng như là những cái thông tin bổ ích cho việc mà rút silicon và nâng lại chiếc mũi của mình. Và để có thể tìm hiểu thêm những thông tin, quý vị chúng ta có thể liên hệ với số hotline 0986070886 hoặc liên hệ trực tiếp địa chỉ 205A đường 3 tháng 2 phường 11 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh và liên hệ với trung tâm thẩm mỹ Hàn Quốc Sài Gòn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.